Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì xin mời tất cả các bạn theo chân mình để mình đi bắt thỏ, mình bán cho anh em nha. Thì hôm nay thì mình bán được mấy con thỏ kiển, mình mừng lắm các bạn à. Thì từ ngày nuôi tới giờ bây giờ mình mới bán được mấy con cho anh em. Thì hôm nay thì mình bán được ba con Hà Lan và một con mini red đó các bạn nè. Rồi các bạn theo chân mình bắt nha. Xin lỗi các bạn là mình cho phép mình được cởi cái áo nha, tại vì mình lát nữa mình mới vô mặc áo rồi mình đi giao luôn. Tìm mình. Rồi cái này, đây các bạn thấy không, cái rất đẹp rất to, cái 3 tháng mi red, cái 3 tháng à. Anh em thì mình chia đầy 1 triệu. Rồi Hà Lan, hai bé Hà Lan cái Hà Lan này các bạn. Đợi mình xíu nha. Ông mới chạy ra. Mới chạy ra. Đây đẹp không các bạn? Còn nữa. Đây rồi các bạn. Sao mà Hà Lan với mi red cùng một màu hết vậy trời? Đây thì đây là một bé mi red 3 tháng tuổi. Thì mình sẽ gửi về thời gian cho anh em. Thôi bây giờ mình bỏ đây nha các bạn. Một tay quay một tay bắt cũng hơi khó nha các bạn. Tay cái này. Đây. Mì rất cái nha các bạn nha. Rất đẹp, rất tuyệt vời nha. Còn đây là hai bé Hà Lan thì hai bé nhỏ là cái. Một bé trưởng thành được có khả năng phối rồi là được. Đây. Được trưởng thành đây. Được trưởng thành Hà Lan. Hai bé này là hai bé cái nha các bạn. Đó. Thấy không? Đây. Đây là được sẽ phối được. Tại nhà bạn đó cũng có rồi. Đây là hai bé nhỏ chưa phối. Thì mình hai đơn này mình đều gửi về Tiền Giang hết á. Rồi. Đó, mình quay mục đích là để cho chủ xem, thứ hai là mình cũng quảng cáo, các bạn nào mua thì ủng hộ mình nha. Ở Hà Lan cũng dễ thương. Và thỏ mini red cũng dễ thương nữa. Đây nha các bạn. Này, đây các bạn thấy không? Siêu mượt, lông siêu mượt nha các bạn. Lông siêu mượt luôn này. Đó, để bên cột lại cái đã. Và mình có kèm theo tặng theo nén cho các bạn nữa nha. Mình chuẩn bị hai sọt xong rồi này các bạn. Bây giờ mình đi gửi thôi. Bán được hai con thỏ mừng quá. Chiếc dép thì về kê chân trống. Nhưng mà tưởng đâu là để quên rồi chạy vô nhà tìm, bây giờ mới chạy ra các bạn. Đúng là nông dân mà chăn nuôi nó vất vả mà nó cực khổ quá các bạn ơi. Hành trình đợi xe là muôn thuở ngay các bạn. Chưa bao giờ nản chí khi mà đợi xe. Có khi phải đợi nửa tiếng đến 1 tiếng, có khi hơn. Xe nó điện nó tới nhưng mà thiệt ra là nó chưa tới. Mình cứ đợi miết nó tới mà hỏi mà lúc mà trẻ mà phát một lần hối không kịp chạy. Mà nó đợi thì nãy giờ đợi hơn nửa tiếng rồi đây mà nó chưa có tới. Hy vọng nó tới chứ giờ làm ăn cũng cực khổ mà buôn bán được đồng nào hay đồng đó các bạn à. Mình cũng xin chúc các bạn chăn nuôi thiệt là tốt nha các bạn. Thì đây là thỏ mini red cái, còn bên kia là ba con Hà Lan nghe các bạn nha.